Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu trữ hình ảnh và chia sẻ lên trên diễn đàn. Thì thường các diễn đàn nó không cho mình lưu trữ ảnh lên trên host của nó ha. Vì vậy mình sẽ tìm cách lưu trữ cái hình ảnh đó trên mạng, sau đó mình lấy cái link link đó mình viết bài, mình chèn vào cái bài viết của mình. Ví dụ như ở đây mình có cái ảnh này và mình sẽ đưa lên cái diễn đàn của mình. Nhưng mà là mình đang là thành viên của diễn đàn sức khỏe sắc đẹp.net ha. Ok. Đó. Thì bây giờ mình muốn viết một cái bài mới và mình không thể nào lưu trữ ảnh lên cái hosting của cái diễn đàn này được. Thì mình sẽ chỉ bạn một cái cách để mình lưu ảnh lên một cái host của Google. Và host này nó rất là an toàn ha, vì không thể không sợ vì ai xóa mất ảnh của mình. Thì đầu tiên mình sẽ vào logger.com. Đây là một cái sản phẩm của Google, logger.com ha. Các bạn đăng nhập tài khoản Gmail. Đó, đây tài khoản Gmail của mình đây. Đó. Rồi. Bạn nào chưa có blog thì mình sẽ tạo một cái blog mới. Ở đây mình có blog rồi. Đó, mình có rất nhiều blog đây. Đó, mình chọn một cái blog bất kỳ, ví dụ như blog này. Rồi, sau đó mình sẽ đăng bài mới ha. Viết một cái bài mới. Mình giả bộ là viết một cái bài mới. Sau đó các bạn chèn hình ảnh vào. Chèn hình ảnh vào và mình chọn tệp ha. Chọn tệp và mình chọn cái ảnh này. Đó, mục đích của mình là úp cái ảnh lên đây để mình lấy cái link hình ảnh này. Rồi các bạn thêm hình ảnh đã chọn. Rồi mình sẽ vào HTML và mình lấy cái link ảnh của nó. Đây, lấy từ đây đến đây. Từ cái Ahrefs ha. Đó, mình lấy cái link này. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ vào diễn đàn và mình viết bài, mình chèn cái link đó vào. Ví dụ như giờ mình đăng nhập vào diễn đàn này. Sức khỏe sắc đẹp.net ha. Đó. Và mình sẽ chèn một cái banner cho nó. Đó, mình sẽ đăng nhập Senforo. Rồi, mình vào giao diện và mình chèn một cái banner cho nó. Liquidscape. Rồi, mình sẽ vào nhà tài trợ. Rồi mình sẽ copy một cái đoạn mã. Cái này thì dành cho những bạn nào biết code ha. Copy cái đoạn mã này. Rồi mình dán tiếp vào đây. Rồi. Sau đó mình sẽ thay thế cái ảnh này. Cái link ảnh này bằng cái link ảnh trên logboard ha. Đó, mình để thế, mình dán vào đây. Ok. Sau đó mình sẽ thay đổi cái link của nó. Ví dụ như cái link này. Sao chép link. Và mình thay thế vào đây. Rồi mình sẽ cho nó cái intro test. Intro test là gì? Là thiết bị nhà tắm ha. Ok. Thiết bị nhà tắm. À, mình chèn nó vào đây. Chèn cái intro test vào đây. Đó. Thiết bị nhà tắm. Rồi, và mình xóa cái phần này đi. Cái chữ nó hơi nhỏ, các bạn nên phóng to ra xem ha. Ok. Rồi, mình lưu lại. Đó, mình sẽ ra trang chủ mình xem. Đó. Đây là nó có cái banner ở đây. Và nó có chữ thiết bị nhà tắm, anh chỗ test đây. Click vào banner này. Thì ra cái trang
patro.com.vn. Ok, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.